Xin chào mừng anh em đã đến hoặc là quay trở lại với TNC Channel. Trước khi vào video thì mình muốn hỏi anh em hai câu vui vui là như này. Một ấy, là anh em đã nghe bài Bro Phổ Nghị chưa? Nếu chưa thì anh em có thể xem lại video ngày hôm qua. Đấy là một cái sản phẩm mà TNC thực hiện để phục vụ rất là hết lòng cho anh em. Câu hỏi thứ hai là anh em có xem video của TNC hàng ngày không? Thì tại sao mình lại hỏi như thế? Thì là vì ngày mai trên TNC sẽ có một cái video cực kỳ đặc biệt thuộc vào diện sớm nhất Việt Nam về chủ đề đấy. Và trong video này mình sẽ gợi ý cho anh em luôn video đó sẽ là về cái gì. Nhưng mà trước hết chúng ta sẽ đi vào video nói về Nvidia RTX 3060 và 3060 Ti. Nvidia có nên có thế hệ GPU này hay không? Nếu có thì những chiếc GPU này cần những gì, rơi vào phân khúc giá như nào, rồi phục vụ những cái đối tượng khách hàng ra làm sao? Thì tất cả sẽ có trong khoảng hơn 10 phút sắp tới. Ok, giờ intro. Tính cho đến thời điểm này thì phải nói 2020 là một năm cực kỳ thú vị đối với thế giới của những anh em đam mê PC. Từ những người chơi game, những người làm nội dung trên nền tảng Windows đến những con chiên ngoan đạo của đố táo. Chúng ta thấy sự vươn mình mạnh mẽ của AMD, khả năng đối phó với tình thế rất ngặt nghèo của Intel, chip ARM trên các thế hệ MacBook mới và tất nhiên là cả những con VGA chưa từng có tiền lệ của Nvidia. Về RTX 3000 series từ đời 70 đến 90 hay là 6000 series của AMD chúng ta đã nói rất là nhiều rồi và không cần phải nói lại về hiệu năng và tính năng có mặt trên những cái thiết bị này nữa. Nhưng về giá bán của chúng thì ở đây anh em mình sẽ đề cập với nhau một tí nhá. Dù mạnh đến mấy nhưng mà những cái linh kiện này vẫn thuộc dạng đắt đỏ và rất là khó để tiếp cận với những anh em có hầu bao eo hẹp. Option nhẹ nhàng nhất với anh em trong thời điểm này là RTX 3070 cũng có giá quy ra tiền Việt là khoảng tầm trên 10, thậm chí là 15 triệu hoặc thậm chí là 20 triệu rồi. Với mức giá đó anh em thường có xu hướng chọn về các cạc có đời cũ hơn, ví dụ như là 2070 đi. Bởi vì 2070 giờ này đâu có phải là một lựa chọn quá tệ đâu. Với mức giá đó thì anh em chơi game có thể có một chiếc PS5 hay là Xbox Series X mới cứng luôn. Khi Nvidia không có ý định tiếp tục kéo dài lineup sản phẩm của họ của những cái năm trước á, thì họ sẽ phải đối mặt với việc là khách hàng sẽ chọn mua các thiết bị và linh kiện đời cũ vốn vẫn còn hàng tồn ở rất nhiều thị trường, nhất là ở những thị trường tuyệt vời như là thị trường châu Á. Vậy thì làm sao để Nvidia có thể thu hút được chúng ta mua những sản phẩm năm nay của họ khi mà chính sách giảm giá là quá sớm trong bối cảnh các GPU năm nay mới chỉ được ra mắt mà thôi. Nếu chúng ta muốn nói về các TVC, sự kiện hay là chương trình quảng cáo, nói chung cũng có vẻ chúng sẽ hay đấy, nhưng mà chưa chắc đối tượng khách hàng mà những chương trình này reach đến được đã sẵn sàng móc hầu bao ra mua hàng. Vậy thì câu trả lời thỏa đáng nhất không có gì ngoài một lựa chọn có giá cả hợp lý hơn cho thị trường. Một chiếc GPU như kiểu là RTX 3060, thậm chí là một phiên bản RTX 3050 rẻ hơn nữa. Một mũi tên trúng nhiều chim, nhưng con chim to nhất là Nvidia có thể phục vụ toàn bộ các khách hàng có thể với một chiếc GPU rẻ hơn như vậy. Từ những người cần hiệu năng siêu mạnh trên các con cạc khủng bố như là X70 và X80, đến những anh em văn phòng hay là học sinh sinh viên vốn sẽ thiên về X60 hay là X50 hơn. Hãy điểm qua về những con cạc hấp dẫn nhất trong những năm qua của Nvidia mà xem. Về mặt hiệu năng, đó chắc chắn là những chiếc GPU khỏe nhất, trâu nhất, ấn tượng nhất. Nhưng về mặt hấp dẫn với người dùng và thực sự có thể đến được với tay người dùng, đó phải là chiếc RTX 1650 của cách đây 2 năm. Hay là 3 năm gì đó, mình không nhớ rõ lắm. Nhưng vào cái thời điểm đấy, mức giá của nó vô cùng khiêm tốn, nó chỉ là 200 đô thôi. Và đó phải là RTX 2060 với mức giá chỉ là trên 400 đô thôi. Nếu kéo khung thời gian của chúng ta về xa hơn một tí, thì từng có thời RTX 1050 làm mưa làm gió trên các kệ hàng chỉ vì một lý do duy nhất. Đó là nó mang đến hiệu năng gaming cực kỳ ổn định ở độ phân giải Full HD với những sự thu gọn cực kỳ hợp lý cho Micro RTX. Và đó cũng là lý do vì sao cho đến tận thời điểm bây giờ, RTX 1050 vẫn còn đang là một chiếc cạc chợ đen sang tay được cực kỳ nhiều anh em để mắt đến và vẫn còn đóng vai trò là benchmark để cho người ta test chip M1 của Apple. Quay trở lại vấn đề nhá, thì nếu Nvidia thực sự có một chiếc 3050 hoặc là 3060 đi, thì điều đó sẽ làm cho anh em mình, bạn và mình suy nghĩ rất là nhiều về việc là liệu có nên nâng cấp dàn PC vẫn đang dùng GPU đầu 9 hay không. Đó sẽ là một diễn biến mang tới mức độ phủ sóng cao hơn của Ray Tracing đến các anh em người dùng phổ thông, thay vì là một tính năng chỉ đến được tay một bộ phận anh em như những năm trước. Bàn về độ khả thi của hai chiếc GPU này thì mình nghĩ là sự xuất hiện của 3060 sẽ gần như là chắc chắn, vì X60 gần như là một lineup cố định của Nvidia rồi. Nhưng khả năng chúng ta có một chiếc 3050 sẽ là không cao, khi mà 3060 sẽ có giá rẻ hơn 500 đô. Và như vậy thì nếu thực sự có mặt thì 3050 sẽ có giá quá rẻ để Nvidia thu về nhiều lãi từ đó hay là khuếch trương được thương hiệu. Theo mình thì 3050 sẽ không xuất hiện đâu, nhưng mà đây tất nhiên chỉ là dự đoán của cá nhân mình thôi. Bởi lẽ 3060 đã nằm ở một cái mức giá mà nó đủ rẻ
ở cái mức sẵn sàng trả của rất là nhiều anh em rồi. Và sự có mặt của 3050 có lẽ sẽ ngáng chân chính một chiếc GPU được dự đoán là sẽ quá hấp dẫn như là 3060. Để lập luận thêm cho dự đoán ở phía trên của mình ấy, thì mình xin phép được tiếp tục nhắc lại một cái sự kiện của năm ngoái vốn cũng đã khiến cho anh em phải bàn tán rất là nhiều. Đấy là cái việc mà Nvidia không đưa ra bất kỳ một chiếc RTX 2050 nào cả. Đối với bản thân mình thì chuyện này không hề là tình cờ, nó không thể nào là tình cờ được ấy. Mà rõ ràng nó là một cái diễn biến, nó có ý đồ và nó phục vụ cho những cái mục đích rõ ràng về mặt tài chính của Nvidia. Họ đưa rất là nhiều những cái tính năng lên các thế hệ RTX và điều đó đồng nghĩa với việc là chi phí sản xuất sẽ tăng đến một cái mức độ mà họ không thể scale cái dòng sản phẩm GPU của mình xuống đến cái mức giá quá thấp được nữa. Như thế sẽ làm mất giá Ray Tracing hay là DLSS, những cái tính năng mà họ đã mất nhiều tiền để nghiên cứu và phát triển. Và về mặt kỹ thuật mà nói thì việc tạo ra một chiếc GPU vừa có Ray Tracing, vừa mang đến một cái FPS gaming chấp nhận được và vừa có giá tầm khoảng tầm 200-300 đô ấy, thì theo mình đấy là một điều không thể. Và khi anh em gõ để tìm kiếm các bài test hiệu năng cho RTX 3060 Ti vào thanh tìm kiếm của Google đi chẳng hạn, thì anh em sẽ thấy cái gì? Chúng ta thực sự đã có một bài test 3D Max rồi. Và đó là một dấu hiệu không thể rõ ràng hơn cho sự xuất hiện của một GPU như 3060 Ti. Theo lịch dự kiến thì chiếc GPU này sẽ xuất hiện vào đầu tháng 12, có nghĩa là nó có thể xuất hiện ngay ngày mai. Còn cụ thể thế nào thì mình cũng chưa biết, hoặc là mình đã biết rồi nhưng mà chưa nói cụ thể với anh em. Để khi nào có cái gì cụ thể thì anh em sẽ phải kiểu bất ngờ ấy, kiểu thế. Ok. À, thế thì những cái thông số mà anh em sẽ quan tâm nhất trong bài test 3D Max sẽ được tóm gọn trong đúng một câu như sau. Về hiệu năng, 3060 Ti sẽ đạt mức 88% mức hiệu năng của 3070. Còn về giá, giá của 3060 Ti sẽ bằng 79% giá của 3070. Theo Video Cards thì RTX 3060 Ti sẽ có 30.706 điểm Firestrike và 12.175 điểm TimeSpy. Đây vốn là những cái mức điểm nó cực kỳ tuyệt vời cho một chiếc GPU chỉ có giá dự kiến là 399 đô thôi. Để cụ thể hơn về những cái mức điểm này, tức là chuyển dịch các cái con số sang câu chữ ấy, thì nó có nghĩa là như nào? Là RTX 3060 Ti thậm chí còn vượt qua cả RTX 2080 Super về mặt hiệu năng ở một mức độ nhỏ, rơi vào khoảng 5%. Sự vượt trên này cũng phản ánh được sự tối ưu của kiến trúc Ampere khi mà Ampere giá rẻ đã vượt qua Turing cao cấp rồi. Nếu những cái tin đồn này là sự thật ấy, thì một lần nữa Nvidia cho chúng ta thấy sự tính toán kỹ lưỡng về việc sắp xếp các GPU của năm mới vào đúng chỗ của nó, so sánh tương quan với các GPU của năm cũ, với việc không để các đời nó dẫm chân nhau. Và các GPU đời mới nó có vẻ như nó có một cái sức hấp dẫn nó cao hơn rất là nhiều. Chúng ta gần như chắc chắn sẽ có 4864 nhân CUDA và boost clock 1665 MHz trên VGA này. Như vậy tức là kém 1024 nhân CUDA và 60 MHz so với 3070. Cũng tương tự như vậy thì nó sẽ ít tensor core hơn, ít ray tracing core hơn 3070. Nhưng ngược lại thì bộ nhớ VRAM vẫn sẽ được duy trì là 8GB. Mặc dù trên giấy tờ 3060 Ti trông cũng thường thôi, nhưng cuối cùng nó lại không kém 3070 là bao cả. Và quan trọng hơn, đấy là nếu như chúng ta quay lại với cái thông số là 88% hiệu năng và 79% giá so với cả 3070 như ở trên ấy, thì về mặt P trên P mà nói thì 3060 Ti là một lựa chọn có phần nào đó là ngon bậc nhất trong lineup 3080X của năm nay. Mặc dù phải nói điều này đồng nghĩa với việc là 3060 Ti sẽ kém 3080 một khoảng tương đối, nếu như mà không muốn nói là khá xa. Nhưng mà chuyện đấy cũng rất là dễ hiểu thôi, thì anh em nhìn vào giá tiền dự kiến mà xem. Chuyện tương tự xảy ra khi chúng ta đặt 3060 Ti và tương quan với RX 6800. Đây sẽ là một cái sự so sánh nó có phần không hợp lý, nhưng giá rẻ lại chính là một lợi thế không thể chối cãi được của chiếc GPU sẽ được ra mắt vào tháng 12. Điều đó cho thấy 3060 Ti không phải là chiếc cạc mạnh nhất, nhưng là một trong những chiếc cạc hợp lý nhất để xuống tiền trong dịp đông xuân này. Nếu anh em có nhu cầu khác thì Nvidia chắc chắn cũng sẽ có một vài sản phẩm Ampere khác với cái mức giá nó dễ chịu hơn ở trong thời gian tới, hoặc những cái cạc thậm chí là khủng bố hơn 3080 bây giờ như kiểu là 3080 Ti chẳng hạn. Có rất là nhiều thứ chúng ta có thể hóng được từ RTX 3000 series, và thậm chí là còn các option dành cho laptop nữa đúng không? Mac-Q các thứ ấy. Để tăng cường độ tin cậy cho video này, chúng ta đã thấy trên Amazon UK có chương trình pre-order cho một số chiếc 3060 Ti với option OC có giá khoảng trên 600 đô. Điều đó có nghĩa là 3060 Ti vẫn sẽ có nhiều option khác nhau với các tinh chỉnh khác nhau đến từ các nhà sản xuất. Và đừng quên số liệu này mình lấy ở Amazon UK là một thị trường mà sẽ có thuế tương đối là cao chứ không phải như các thị trường khác. Ở chiều ngược lại, chúng ta cũng đã có confirm đến từ MSRP với mức giá 3060 Ti khởi điểm ở nhiều thị trường sẽ chỉ là 349 hoặc là 399 đô mà thôi. 349 hay là 399 đô gì cũng được, mình nghĩ là gì cũng được. Với một cái hiệu năng hơn 2080 Super 5% thì mình nghĩ nó sẽ thu hút được rất là nhiều anh em. Tuy nhiên các bài test cụ thể thì chắc là phải đợi khi chúng mình có sản phẩm thì chúng mình mới có thể mang về cho anh em những cái thông tin nó cụ thể hơn được. Và để chốt lại video, mình xin phép dự đoán tiếp về những cái chiếc 3060 Ti mà anh em có thể mua được trông nó sẽ như nào. Thì
chắc là sẽ là hai quạt này, con nào kinh kinh thì có ba quạt, chắc là sẽ kiểu single một cái tạp pin connector đấy. Thì chắc là loanh quanh như thế thôi chứ không có gì khó hiểu cả đâu. Mình cũng không biết là đã đủ 10 phút như đã hứa với anh em lúc đầu video hay chưa, nhưng mà nếu mà chưa thì đây sẽ là 15 giây dành cho quảng cáo. Hãy bật lại video ngày hôm qua trên TNC Channel và mình tin anh em sẽ có một trải nghiệm âm nhạc không hề tệ. Thế thôi, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Này, không đủ 10 phút là không đạt KPI đúng không? Thôi có gì co kéo cho tôi đủ 10 phút nhá. Thôi tôi đi về đây, thế nhá.